Giờ nó đâu có cần gì mẹ đâu, mẹ tha hồ mà làm việc đi. Nó chạy ra cái đống này nó ngồi nó chơi. Đó, không có cần mẹ nữa, chơi một mình thôi. Xe gì vậy Khiếu? Mở cửa rồi. Wow, mở cửa ở đâu được nữa, hay quá ta. Đó, con mở đi, con để xe xuống, mở đây nè. Wow, thích lắm. Rồi chơi cho mẹ làm công chuyện nha. Bye.